Thật ra mà nói ấy, thì bây giờ mọi người mua bán rất là thông minh, rất là sáng suốt. Trong đó có cả mình, có cả mọi người. Hầu như ai cũng thế. Để mà nói là luôn chọn đồ tốt thì là sáng suốt, hay là luôn chọn đồ rẻ thì là sáng suốt, thì theo mình nghĩ thì đều sai hết. Theo mình ấy, thì những cái gì mà mang lại cái lợi ích lớn nhất thì là mọi người đều chọn. Mình thì cũng như vậy thôi. Vậy tại sao cái dòng máy ví dụ như là Komatsu PC800 hoặc là Komatsu PC1250 thì khách hàng luôn chọn cái dòng phớt phớt của Nhật? Vì nó rất đơn giản thôi. Nếu mà thay một cái bộ phớt mà cái độ bền nó không cao ấy thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí mỗi khi thay thay dòng phớt. Ngoài cái tiền nhân công thì còn có tiền vật tư nữa, tiền thuê cẩu, chưa tính là mỗi một lần thay gioăng phớt ấy, thì phải bổ sung khả năng là khoảng một nửa phi dầu thủy lực. Đấy là đối với cả những cái dòng máy khoảng 800. Ngoài ra còn có một số những cái vô hình không tính được. Ví dụ như là nếu mà máy nằm chờ sửa chữa, máy không hoạt động thì là kéo theo cả một cái hệ thống đằng sau là không có việc. Rồi là quản lý là mất thời gian. Đối với cả những cái dòng máy mỏ thì là giá trị của cái cây xi lanh rất là lớn. Nên là luôn phải dùng một cái bộ phớt tốt để còn bảo vệ ti, bảo vệ xi lanh. Một bộ phớt tốt ấy thì là luôn có một số những cái khâu. Ví dụ như là phải có một cái gỗ tốt, phớt chính tốt, giảm áp và chặn bụi. Cái đơn giản nhất như là cái chặn bụi. Nếu mà một cái chặn bụi hàng kém thì khi bạn lắp vào xi lanh khi mà thay gioăng phớt ấy thì sẽ rất là dễ. Vì là lắp vào cái là nó sẽ vào ngay, nhưng cái chặn bụi mà tốt thì là lắp nó chặt, nó sẽ khó vào. Nhưng mà cái chặn bụi rất là quan trọng. Tại vì là nó đúng theo cái nghĩa đen của nó ấy. Chặn bụi là các bạn sẽ chặn được toàn bộ bụi bẩn từ bên ngoài môi trường để vào xi lanh. Nếu mà cái phớt kém nó không giữ được ấy thì là chính những cái bụi bẩn đấy nó sẽ làm lâu ngày nó sẽ làm xước, làm mòn, làm cà cái phần xi lanh. Còn nếu mà tốt thì là lắp thì nó khó, nó chặt ấy nhưng mà nó sẽ kín, được chưa? Còn về gỗ ấy, những cái dòng máy mỏ thì cái gỗ đặc biệt quan trọng. Cái gỗ nó sẽ là cái đệm, nó sẽ là cái phần mà chịu cái phần áp suất trước. Đấy, rồi là phớt chính, phớt cần. Thì nếu các bạn mà muốn trao đổi kỹ hơn thì các bạn có thể liên hệ với cả Việt Nhật.